cũng khiến giải thoát không có thánh đế khổ và tưởng về thánh đế khổ, không có thánh đế tập diệt đạo và tưởng về thánh đế tập diệt đạo, cũng khiến giải thoát không có bốn tịnh lự và tưởng về bốn tịnh lự, không có bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tưởng về bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng khiến giải thoát không có tám giải thoát và tưởng về tám giải thoát, không có tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ và tưởng về tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ, cũng khiến giải thoát không có tất cả pháp môn Đà La Ni và tưởng về tất cả pháp môn Đà La Ni, không có pháp môn Tam Ma Địa và tưởng về pháp môn Tam Ma Địa, cũng khiến giải thoát không có pháp môn giải thoát không và tưởng về pháp môn giải thoát không, không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tưởng về pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng khiến giải thoát không có bậc cực hỷ và tưởng về bậc cực hỷ, không có bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân và tưởng về bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Cũng khiến giải thoát không có 5 loại mắt và tưởng về 5 loại mắt, không có 6 phép thần thông và tưởng về 6 phép thần thông, cũng khiến giải thoát không có 10 lực Phật và tưởng về 10 lực Phật, không có 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng và tưởng về 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng khiến giải thoát không có pháp không quên mất và tưởng về pháp không quên mất, không có tánh luôn luôn xả và tưởng về tánh luôn luôn xả, cũng khiến giải thoát không có trí nhất thiết và tưởng về trí nhất thiết, không có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tưởng về trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng khiến giải thoát không có quả dự lưu và tưởng về quả dự lưu, không có quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác và tưởng về quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác, cũng khiến giải thoát không có tất cả hạnh đại Bồ Tát và tưởng về tất cả hạnh đại Bồ Tát, không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tưởng về quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, cũng khiến giải thoát không có pháp sắc phi sắc và tưởng về pháp sắc phi sắc, không có pháp hữu kiến, hữu đối, hữu lậu, hữu vi vô vi và tưởng về pháp hữu kiến cho đến hữu vi vô vi. Cũng khiến giải thoát không có 32 tướng đại sĩ và tưởng về 32 tướng đại sĩ, không có 80 vẻ đẹp phụ thuộc và tưởng về 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Cũng khiến giải thoát các pháp hữu lậu như 5 thủ uẩn vân vân, cũng khiến giải thoát các pháp vô lậu như 4 niệm trụ vân vân. Vì sao này thiện hiện? Vì các pháp vô lậu như 4 niệm trụ vân vân cũng chẳng phải như thắng nghĩa đế, không sanh không diệt, không tướng không tác, không hí luận, không phân biệt, cũng phải giải thoát. Thắng nghĩa đế tức là bản tánh không, bản tánh không này tức là sở chứng của chư Phật, quả vị giác ngộ cao tột. Hết quyển thứ 387.